vé tới số rồi. Nếu không có bão sông, nơi đâu là chốn yên bình? Nếu không có bóng đêm, còn đâu nơi ánh mặt trời? Nếu không có nước mắt, còn đâu nước trên môi nụ cười? Anh Hoàng, tụi bay không được. Cũng được. Hãy giữ tròn đức tin, ta sống vì mọi người. Có phải thường bầu cử được hết không? Em đúng không? Em đúng không? Trước mặt trời chân lý, chỉ có thể làm kẻ bao được không? Quý để tất cả dừng lại. Mày dám cãi gan cản đường tao hả? Đúng. Anh chạy còn thoát được. Sao rồi? Em đâu có thấy gì đâu. Chẳng lẽ cha bằng cho đi chỉ lộn? Đâu hề tới chào mời hay chiều kéo gì mình đâu. Không lộn đâu. Sao em không thấy gì hết? Đây là nơi mà anh bằng gọi là 4D. Bãi 4D là cái gì? Thì là... Bạn có nói không? Đi được đứng đường. Vậy mà tôi nghĩ là dân chơi gọi là bánh mì chứ. Vậy đúng chỗ này rồi còn gì. Nhưng mà em không thấy gì đây cả. Mà sao gọi là bánh mì hả anh? Để phân biệt với bánh bèo là chị em ta. Thôi lên xe đi. Khi về á, tôi sẽ giải thích cho cậu rõ hơn được chưa? Cậu uống cà phê như mọi khi nha. Em ơi, cho anh 2 ly cà phê đá. Dạ. Ủa anh, sao ngồi trong hốc vậy? Bộ có gì lạ hả? Em cứ méo mó nghề nghiệp. Tại sao không đói á, là chúng ta đến đây uống cà phê bình thường thôi. Thì cũng chính anh đã từng nói, uống cà phê giống như là làm gì. Mà bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi. Mà anh định uống xong anh em mình đi đâu? Đi về. Ủa sao kỳ vậy anh? Đêm nay á, mình có đi nữa thì cũng không được gì hết. Sao vậy anh? Mình sai lầm rồi. Sai lầm? Chứ còn gì nữa. Chúng ta thiện mặt không đúng cách, ngôn ngữ á thì không cùng thứ, phương tiện đi lại á cũng không cùng kiểu. Vậy thì mình đi nữa cũng vô ích thôi. Cảm ơn em. Dạ. Chúng ta sẽ cần 2 thứ. Và 1 người. À không, phải là 2 người chứ. Là ai? Vậy là cái gì vậy anh? Chúng ta sẽ tìm mượn 1 chiếc xe cho thật xịn. Rồi thêm một chàng trai có sức hút. Và 1 phụ nữ có vẻ ngoài khác tình. Là những ai? Chàng trai đẹp á, không ai ngoài em hết. Ừ. Còn người nữ là ai ta?
Khó kiếm đây. Mà anh, tại sao hai chim mồi lại khác nhau hoàn toàn như vậy? Hàng ngũ đi đực á, được chia làm hai loại. Thực sự là em không phân biệt được. Chỉ nói riêng bọn con trai hành nghề bán dâm thôi, được chia làm hai loại. Một là con trai mà làm vị trí là nữ khỏa thân để bán cho khách đàn ông. Loại này á có khi gọi là BD hay gọi là bóng. Nhưng có khi nó để luôn vẻ bề ngoài đàn ông. Bình thường được gọi là bóng kính để phân biệt đám bóng lộ nó trên. Còn lại đi được thứ hai là sao anh? Là loại á đàn ông bán dâm cho khách nữ. Thường khách nữ á là những bà sồn sồn hồi xuân đi kiếm trai, cho nên á tụi này phải trẻ, khỏe và đẹp. Anh, như vậy khách nữ có trẻ không anh? Thỉnh thoảng á có những khách nữ yêu quái ma đầu. Còn nếu muốn á thì còn có loại thứ ba nữa, thường là những tên tiếp cả nam lẫn nữ, thường được gọi là đám hai phai. Anh à, như vậy là lần tới hai anh em mình tìm tới chỗ hai phai. Coi bộ là chỗ đó có nhiều điểm kỳ thú lắm. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Anh giỡn thôi, thôi uống nước đi, xong rồi đi về. Mệt ghê. Ở đây em. Ở đây nè anh. Lần sau nhớ kêu em nữa nha anh. Biết mà quỷ à. Anh xịt cho em mùi nước hoa gì khó chịu quá. Trời, cái tụi BD này có con mắt rất là tinh đời và cái mũi cực nhạy. Họ chỉ cần liếc qua bộ cánh và gửi mùi nước hoa để biết ngay đối tác thuộc hàng quý sở tộc hay là gà mờ rồi. Trời ơi, anh đẹp trai. Đây nè anh. Em tên gì? Dạ, em tên là Cẩm Tú. Còn anh tên là gì? Cần gì biết tên hả Cẩm Tú? Sao không cần hả anh? Em phục vụ anh đêm nay tận tình mà. Mai mốt anh đến đây rồi á, anh nhớ em hoài luôn đó nha. Ghê vậy. Chứ sao anh? Anh quen không mà cười với em. Trước lạ sao quen thôi mà. Phải không anh number one đẹp trai? Anh có nhu cầu đi chơi tối nay phải không? Chuyện đó mày hỏi làm gì cái con vô duyên kia? Mày mới là vô duyên á. Ở đây á, khách muốn chọn ai á là quyền của họ, mày là cái gì? Thôi thôi, đừng cãi nữa. Anh chọn ai á là do anh. Nhưng quan trọng nhất là giá bao nhiêu? Nếu phòng anh lo là 500, còn bãi đáp em lo là 800. Được không anh? Tôi đắt vậy. Vậy mà đắt gì anh? Hôm nay á thì thôi, coi như em thúi hẻo đi. Mai mốt á, anh tới đây á, anh nhớ hỏi Ngọc Sĩ Tin á, là em đó, anh nhớ nha. Mai mốt á, anh đừng đến đây nữa. Anh có đến á, thì đến luôn hẻm Võ Thị Sáu đó. Chỗ đó hả, nó sang thiệt là sang, mà không có gặp cái thứ sến đó. Hẻm Điện Ảnh hả? Anh cứ lên hẻm Võ Thị Sáu, ngay ngã tư Trần Quốc Thảo, một lúc là tới à. Ở đây khác trên đó thế nào? Khác nhiều chứ anh. Ở đây tụi nó chủ yếu là dân hai phai không hà. Em nói là hai phai, vậy hai phai là sao? Anh đúng là cộng tơ á. Trời ơi, đi chơi lần đầu tiên phải không? Ừ thì anh không biết thì hỏi thôi. Hai hệ là hai phai, tụi nó làm cả nam lẫn nữ luôn. Mấy bà tạp nham nội trợ cũng tới đây mua luôn. Vậy những người khác thì sao? Tiền. Tụi nó làm gà chọi cũng chỉ vì tiền thôi. Chứ còn ở đây á, tụi nó là con trai 100% không hà. Có đứa cặp bộ với mấy con cà ve như con quỷ sứ vậy đó. Chết rồi, công an kìa. Chạy. Trời ơi, chạy đi. Trời ơi, chạy đâu rồi? Quay. Em đừng
tra thằng Hoàng đi. Nói cái gì mà lâu quá vậy không biết, sốt cả ruột. Anh đúng là vô lý á. Anh tác nghiệp á thì anh có muốn đào bới cho hết không, hay là chỉ muốn cởi ngựa xem qua lớp phớt, mang chút thực tế rồi gọi là thâm nhập hay sao? Gì lạ vậy? Anh chỉ thay có mỗi một câu thôi, vậy mà em làm nguyên một bài hồ sơ đen luôn. Không như vậy sao chịu nổi anh? Anh á chỉ muốn cậu ấy xong phần việc của mình để đến lúc em xuất trận, vậy thôi. Em chịu thua các anh luôn á. Sao lại phải chịu thua? Lại còn không à, ai đời là bạn gái đồng nghiệp cũng buộc phải theo, rồi thì bắt đi mua dâm nam, trời đất nào chịu nổi. Chỉ giả vờ thôi mà. Đừng có mang con bỏ vợ rồi kêu chỉ giả vờ. Anh tưởng anh là ai? Vậy à, em tính làm thật luôn hả? Thằng Hoàng nó quay lại kìa. Công an phường đến. Thế là bãi 4D thành bãi 4T. Hả? 4T là sao? Là tẩu thoát tứ tung. Vậy là kế hoạch thay đổi rồi phải không? Dạ. Nếu không có sự cố gì rồi á thì em đâu thể nào có cách có được mấy địa chỉ này. Đây là gì vậy? Tụ điểm các địa chỉ động mại dâm nam. Có cả thứ này nữa sao? Chưa hết đâu. Tôi còn khai thác được một địa điểm của các vị trailer tập trung. Nghe đâu chỗ đó là nơi dành cho giới sang trọng hơn một chút. Ở đâu? Hẻm Điện Ảnh. Đi thôi, ở đây giải tán hết rồi. Để xe đi. Đứng lại, đề nghị anh xuất trình giấy tờ. Gì mà ghê vậy mấy anh? Tôi chỉ vô trỏng tìm người thân thôi mà. Anh tìm ai? Tên gì? Bây giờ chúng tôi tạm thời mời anh về trụ sở công an phường để giải quyết. Ủa? Tôi đâu phạm tội gì đâu. Chúng tôi mời chứ không bắt. Mong anh hiểu cho đúng và có thái độ hợp tác. Mời anh. Cho xe chạy đi đồng chí. Hoàng ơi, Hoàng. Trời đất, thằng Hoàng bị công an bắt rồi. Anh có thể cho chúng tôi biết là anh đến đó để làm gì không? Tôi nói rồi, tôi chỉ vô tình ghé ngang thôi, tôi đâu có làm gì sai. Chào anh. Anh chỉ cần gì, mời vô. Dạ. Dạ thưa anh, tôi là nhà báo. Anh là nhà báo à? Dạ. Anh có thể cho tôi gặp chỉ huy được không? Tất nhiên rồi, vì tôi đằng nào cũng phải báo cáo lại, còn việc có tiếp hay không thì tùy sếp anh à. Đây là đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi. Vậy à? Mong anh hiểu cho, chúng tôi đang tác nghiệp điều tra để viết bài cho đúng thực tế. Chào sếp ạ, đây là hai nhà báo. Dạ. Các anh chị là nhà báo à? Ừ. Thôi, mời các anh chị vào phòng tôi nói chuyện nha. Dạ. Chào anh. Thôi, thế này nha, các anh chị cần tôi cung cấp gì á thì cứ nói. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khôi, trưởng công an phường. Chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi nha. Vâng, cảm ơn anh. Tôi là Trình, còn đây là Hoàng, cùng công tác ở một tòa soạn. Em thì không phải nhà báo hay sao? Chị từ hai nhà báo này mà tính quẹo vậy? Quẹo không tỉnh mới là lạ đó. Minh Anh á là phóng viên thực tập, là đồng nghiệp của tôi đó. Chúng tôi sợ giới thiệu là nhà báo thì các anh lại hỏi thẻ. Cô ta thì chưa có. Vậy thì các nhà báo yêu cầu gì? Vì sao công an á phải kiểm soát con hẻm đó? Có gì phân biệt không? Tôi về phường này được 3 năm. Trước đó chẳng hiểu sao các kiểu BD và bọn mại dâm nam
lại chọn con hẻm đó để mở những phiên chợ tình. Tôi có thử tìm hiểu nhưng mà chưa có câu trả lời thỏa đáng. Em giận lắm nha. Em định á, không thèm tới luôn á. Nhớ tới cảnh quê độ hồi hôm ở Nguyễn Đình Khiêm á, mà tức anh ghê luôn. Đi không em, lên xe nè. Em ơi, em đi chưa vậy? Hả? Đi nhanh đi. Để anh chở đi mà. Anh bao nguyên đêm kìa. Mày, đi chỗ khác đi. Em đổi vô đi. Đổi đi. Theo anh, tại sao tụi bánh mì không ra chào hàng với em mà mấy thằng cha già kiếm gái chứa sáp vô gì kỳ vậy? Họ tưởng em là gì đây? Bởi vì em đẹp quá mà. Tụi đó tưởng em là gái. Còn tụi bánh mì thì đâu có tin em là tìm tụi đó. Những người tìm tụi đó toàn là những bà U50 khác tình không à? Chiều nay làm xin bà Thảo Nguyên chuyển công tác. Ủa? Mà em định chuyển đi đâu vậy? Em sang phòng kinh tế thị trường, không thèm công tác với anh nữa. Đừng có giận nữa mà. Trong lúc em bị quê độ ở đường Nguyễn Đình Khiêm, thì anh cũng bị muối mặt. Vì một tác nghiệp tương tự, em cũng biết rồi đó. Đời nhà báo chúng ta đôi khi cũng đâm vào tình trạng khó xử lắm mà. Cũng như công tác nội gián của quân đội hay an ninh vậy đó. Chuyện làm sao anh kể cho em nghe coi. Nếu đúng á thì em quầy với anh. Đêm hôm đó anh trong giây cách làng chơi. Đi chơi không anh? Chào em. Trời ơi, có nhu cầu tâm sự, anh tìm em là đúng rồi. Ừ, giá em bao nhiêu? Cả phòng luôn là 500 à. Ừ, sao mắc quá vậy? Trời ơi, mắc cái gì anh ơi. Đây nè, chỗ em cứ tới một lần cho biết nha. Trời ơi, phê lắm đó. Trẻ, khỏe, đẹp trai, có hết luôn. Nói chung là đẹp không? Chứ không phải là bóng hệ hi-fi đâu. Đi với em nha anh. Ừ. Ok. Mình đi. Ơi. Ai vậy? Em Thông nè. Vô đi em. Dạ. Chào anh. Lên đầu đi em. Đi anh. Đi. Lên đây nè. Anh, ngồi xuống đi anh. Anh cởi ra đi, rồi em khởi động cho. Tụi mình chơi tới sáng luôn. Thôi, làm gì gấp vậy em? Anh ơi, nhanh lên đi, tốn tiền phòng trọ đó. Thôi, nghe anh hỏi nè, em tên gì, dân ở đâu? Em tên Thông. Em là dân quê lên Sài Gòn, đang ở quận 3 đó. Em vô làm nghề này lâu chưa? Tới bây giờ á, 2 năm rồi anh. Mỗi đêm á, em làm được mấy ca? Nói thiệt cho anh nghe đi. Mỗi đêm em làm được có 2-3 ca à. Mỗi ca chừng 120 ngàn. Còn lại là giắt mối, má mì, tiền phòng. Anh nằm xuống đi. Em á, chỉ cần ngồi nói chuyện chơi với anh là được rồi. Vậy sao tính tiền? Em lỗ sổ hụi chết á. Anh á,
sẽ bồi cho em gấp đôi, được chưa? Thiệt hả? Mấy chuyện mà em nói với anh á, anh phải giữ bí mật. Rồi nó chưa để anh phỏng vấn không? Nói chuyện một hồi á, anh đề nghị nó chụp hình. Nó không chịu, vì sợ lên mặt báo á, nhiều người nhận ra nó xấu hổ. Còn sợ xấu hổ? Anh chàng á, thuộc dạng thiếu thốn khốn cùng, định kiếm một ít tiền á, học nghề, về quê lập nghiệp. Anh ta nói á, lúc mà ở dưới quê lên, tìm được một công việc, anh ta mừng lắm, vì chỗ này trả lương rất là hậu hĩnh. Chính vì vậy, cho nên khi nhận việc rồi, anh ta mới ngỡ ngàng là phục vụ cho mấy bà. Chàng trai nhỏ của anh ta chưa đủ kinh nghiệm, cho nên bị mấy bà than phiền là anh ta cứ nhảy lên, nhảy xuống như là chim sẻ vậy á. Mặc dù như vậy, nhưng mà anh ta cũng được gọi hẹn đến mấy lần sau. Lần này, Mã Mì lén cho anh ta một viên Viagra trước khi đi, cho nên anh ta hoàn thành mọi việc rất là tốt. Lần thứ ba, mấy bà kêu anh ta lần nữa, anh ta đến mặc dù đã bị lén bỏ một viên của Má Mì trước khi đi. Tới nơi bị bà khách lén cho thêm một viên nữa. Cho nên cuối cùng anh ta bị tẩu hỏa nhập ma, hôn mê tại sân luôn. Mà cũng may cho anh ta là được đưa đi cấp cứu kịp lúc. Nhưng anh ta cũng rất là buồn, vì súng của anh ta vĩnh viễn không bắn được nữa. Hậu quả là một quả thận bị hư, cần phải thay thế. Vẫn ức quá, vì bị Má Mì không có đưa tiền bồi thường. Nhưng mà không được, cho nên anh ta chuyển sang tống tiền bà khách, bằng cách là buộc bà này đưa cho anh ta một số tiền lớn. Nếu không á, thì sẽ gửi hình ảnh của bà ta với anh ta đang ân ái cho chồng của bà ta biết. Tai này vậy đâu phải nai tơ. Kết quả sao anh? Bà ta sợ quá nên đã đồng ý hẹn anh ta tới nghĩa trang vào đêm hôm đó. Chào bà. Bà biết điều đó, làm sao chống lại được? Đưa tiền lẻ đi, đủ không? Tiền thì đâu có thành vấn đề đối với tôi. Tôi đâu có chụp hình gì đâu, nhưng tôi có thể đến gặp chồng bà và nói cho chồng bà nghe bất cứ lúc nào. Nhầm nhỏ gì? Mày tới số rồi con. Mày tới số rồi thằng nhóc ngu đần. Mày phạm vào điều cấm quan trọng nhất rồi. Mày đừng nói với tao là tao không nói lực cho mày nghe nha. Xử sao đại ca? Trong khi tao còn suy nghĩ, thằng Ba với thằng Tư dựa gạo thì hành luật đi. Khởi động vào sân thôi. Vô mày, vô, thử đi. Mày hả? Mày hả mày? Mày đâu hả? Tha cho em đi mấy anh ơi. Tụi nó nói chỉ cần 40 triệu là có thể sang Trung Quốc để thay thận được. Cho nên em nghĩ vậy, coi như đền bù cho cuộc đời em tiêu tùng rồi. Xử nó cho tao. Thằng này dê non ngứa sừng hút hàng rào thôi. Nó xỉu rồi, nó xỉu. Nó chưa biết nó làm gì đâu. Ngoài tham lam kiếm chát, đội cái giá nó đưa ra là 40 triệu đã biết nó ngu cỡ nào rồi. Khi nào đi Thái á thì cứ qua gặp tôi. Thôi tôi về nha. Đi thôi. Đi bay. Mày hả mày? Những cú đấm đá đó làm anh ta cắt luôn quả thận, đang suy luôn. Sức khỏe xuống, không thể làm convoy được, nên anh ta phải làm bánh mì cho đám đàn ông biến thái. Không biết nên thương hay nên ghét nó, nhưng mà đi thực tế bao nhiêu đó
là đáng công cho nhà báo trẻ, mà lại dài dặn bản lĩnh đó. Không ngờ tưởng đề tài mại dâm này chỉ là một hiện tượng xã hội lệch lạc, biến thái của một thành phần nào đó. Ai dè dưới rượu ngoại, dầu thơm, son phấn, giường đệm cũng là sắt thép, máu me tung tóe. Như các đề tài xã hội, buôn lậu, tham nhũng. Em nghĩ tới chi tiết giải phẫu thẩm mỹ cho Hải Đường ở Thái Lan. Nếu là để thay hình đổi dạng, thay nhân thân á, thì rối cho công an quá. Mà ai ép anh nhờ vô đề tài này làm gì? Lần này á, là bà Thảo Nguyên đưa đề tài. Thôi, bây giờ em không tham gia vô đề tài này nữa đâu. Thôi mà, em cứ làm với anh đi. Anh đã rà soát lại cái địa chỉ có trong tấm danh thiếp á, cô Hoàng đưa rồi. Chỉ nổi bật á, có hai nhân vật thôi. Ủa? Sao lại là nổi bật? Một người á, là trưởng phòng tập tạ ở một quận ngoại thành. Chỉ nghe đến nghề nghiệp thôi á, là chúng ta có thể hình dung ra được những Rambo dành cho việc không cần tới đầu óc rồi. Nhân vật số 2? Đó là một người có tấm danh thiếp rất là dữ dội, vì phải tốn hơn chục vòng để ghi lại các thứ. Anh ta có thể làm được với tư cách là một chuyên gia. Vũ sư Hoàng Nam, chuyên gia tâm lý, hướng dẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình, giải tỏa ức chế tâm lý, dạy kèm Anh văn, di tính, tiến qua tại tư gia, dạy trang điểm nè, vật lý trị liệu và cố vấn thời trang cho các quý bà. Em nghĩ đây là một tên bị bệnh thần kinh hoặc một tên hết sức dối dẫn. Em sai rồi. Anh không nghĩ hắn bị tâm thần đâu, mà cũng không hề dối dẫn. Cho nên những quý bà theo hắn để mà học hỏi. Những thứ hồ lốn tạp nham đó chính là kẻ tạp nham dớ dẫn mới đúng hơn. Vậy bây giờ anh định sẽ làm gì? Anh định là hai giây để chọn em đóng, mà em đóng phải cho đạt rồi nha. Hai giây. Bây giờ em vào giây cô gái cô đơn, khát tình, buôn bán chạy ở chợ Soái Kình Lâm, ngưỡng mộ những chàng trai Hy Lạp để tiếp cận những Rambo ở phòng thể hình. Phòng tập tạ đúng không anh? Chính xác. Vậy thứ hai là một mệnh phụ hoặc một cô vợ bé thiếu thốn tình cảm, cần sự an ủi đúng không? Xin lỗi. Alo, cậu Hoàng hả? Có chuyện gì vậy? Rồi, cậu cứ qua gặp anh Phong lấy chi tiết đi, tôi sẽ tới ngay. Ok, được rồi. Anh Hoàng mới gọi anh hả? Ừ, công an vừa tìm thấy được một xác chết, xác định đó là một thanh niên mắc bệnh đồng tính luyến ái. Mà có lẽ điều này mới là quan trọng nè. Cậu ta là một học trò rất là thân với vũ sư Hoàng Đăng, mà cậu ta lại là con trai của gia đình giàu có nữa chứ. Thôi, mình đi đi. Mà mình đi đâu anh? Mục tiêu Hoàng Đăng, gác mục tiêu trong phòng tập thể hình đại. Nhưng mà em nói em không tham gia mà. Nhưng mà em sẽ giới thiệu cho anh một người vô giai này, đầy bản lĩnh và phù hợp với giai mệnh phụ phu nhân. Là gì em? Đó là bà Thảo Nguyên. Em dẫn hoài. Hey,
Bây giờ anh với chú với mình anh ba người nhào vô rỗng vô đi. Gì mà hơn nửa tiếng rồi bạn Trình chưa về nữa. Thuyết phục chuyện này quá là khó thiệt. Chị Thảo Nguyên à. Ừ, tôi muốn nhờ chị một việc. Chị có thể giả làm ghé bao được không? Sao vậy? Vợ em qua hỏi đi. Em đi đi. Cho em mượn. Nè, em cầm cái này một bên sử dụng đi. Nè, đi. Thôi. Em đó. Ui, đi. Đi. Anh sao rồi? Anh không ngờ khi anh vừa nói với bà như đĩa phải vô vậy đó. Bà tát cho anh một cái thẳng tay luôn. Rồi có sao không? Nhưng bà, sau khi bà tát anh một cái thẳng tay, bà cảm thấy hối hận nên đã đồng ý kế hoạch của mình rồi. Xức đi. Để em xức dầu cho anh nha. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Cô nhảy vậy là sai rồi. Nhảy lại cho tôi đi. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Ok, một, tiếp tục đi. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Xin lỗi, tôi muốn gặp thầy Hoàng Nam. Hoàng Nam chính là tôi.
Dạ chào thầy. Cô có chuyện gì không? Dạ em muốn ghi danh học. Vậy là em tìm đúng địa chỉ rồi. Dạ. Em muốn học môn gì? Mời em ngồi. Dạ ngồi đi. Cảm ơn. Dạ em muốn học nhiều lắm. Cái gì em cũng muốn học hết trơn á. Từ hồi ông xã em về Đài Loan tới nay á, đã hơn nửa năm rồi. Em muốn làm đủ thứ hết á, mà không biết phải làm cái nào trước. Em đâu có biết là ở đây có dạy học như vậy đâu. Phải chi mà em biết sớm á, thì hay quá. Sao em biết chỗ này? Dạ một người bạn của em giới thiệu. À em học môn gì trước? Dạ em muốn học cái thứ gì á mà cho mau hết buồn, cho bớt nhớ chồng á. Tưởng môn gì chứ môn á mà làm cho hết nhớ chồng, anh là chuyên gia nè. Em cũng có mấy nhỏ bạn, nó cũng có chung hoàn cảnh giống như em vậy đó. Có học được luôn không anh? Được chứ em. Học chung càng vui. Nhưng mà thực tập á là phải từng người. Dạ. Em yên tâm đi, anh còn một vàng đệ tử rất là đẹp trai, dư sức phục vụ các em. Nhưng mà giá có đắt không anh? Cũng tùy theo khách, khách yêu cầu cao hay là thấp. Nhưng mà riêng em á, anh sẵn sàng miễn phí. Dạ em cảm ơn anh. Nhưng mà hôm nay em tới đây hỏi á, cho cả chục đứa bạn học lận, chứ không phải có mình em đâu. Bao tụi nó đi qua đêm á, cả ngày á chỉ 1 triệu thôi, rẻ chán. Ủa vậy nếu như chị tâm sự chớp nhoáng á thì tính sao anh? Chà em cũng rành quá ha. Từ 400 đến 500 thôi. Dạ. Anh, nếu như bây giờ em giới thiệu khách tới cho anh á thì em được cái gì? Em được anh. Anh yêu, mình nói chuyện riêng nha. Được rồi. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Thanh Mai. Thế này nha Thanh Mai à, bây giờ em về, chiều mai đến gặp anh. Hoặc là em điện thoại cho anh cũng được. Dạ. Nè em, rồi mình sẽ bàn thêm. Bây giờ anh có công việc gấp. Vậy nha, anh phải đi giải quyết công việc, em thông cảm nha. Em xin phép anh em về. Chào em. Thôi được rồi, hôm nay tôi có chút chuyện nên nghỉ sớm chút xíu nha. Các bạn về. Bye bye thầy. Thôi đi. Bye bye thầy. Anh đúng là đồ khốn kiếp. Mới có một chút mà đã dở trò rồi à. Em làm cái gì vậy vào? Anh còn phải làm ăn nữa chứ. Làm ăn à? Anh làm đĩa đực thì có. Cô ăn nói cho cẩn thận nghe. Tôi làm cái gì thì mặc xác tôi. Sao lúc gì thì tôi? Anh không nói câu đó. Tôi dai thì cũng có lúc phải trả thôi. Vậy bây giờ trả đi. Cô đem giấy nợ tới đây. Anh, bây giờ anh muốn lật lọng hả? Tôi cho anh mượn bao nhiêu triệu, tôi có lấy tờ giấy nào đâu. Vậy đó, tôi chưa từng vay mượn gì cô. Cô thích đó thì đi thưa đi, để xem cô trốn đi đâu cho khỏi nhục, để xem cô trả lời với công an như thế nào về cái chết của Hoàng Dũng. Tại sao? Tại sao tôi phải trả lời? Bây giờ ông tính tố cáo ngược lại tôi hả? Tôi không tố cáo ai cả, nhưng tôi chỉ nhắc cho cô nhớ, tốt nhất là công an đừng hỏi tới tôi. Nhưng mà chắc chắn sớm hay muộn là công an cũng hỏi đến tôi về cái mối quan hệ giữa thầy trò chúng tôi. Việc cô khai như thế nào á với công an tùy thuộc vào cô nữa, cô có biết điều với tôi nữa hay không. Mà chắc á cô cũng biết là hiện nay tôi rất là cần tiền. Coi bộ ông muốn tống tiền tôi hả?
Làm gì mà nói năng nghe nặng nề vậy? Đơn giản á là tôi cần sống, cần tiêu xài, cần đi chơi, để không rảnh mà đi bếp xếp chuyện của người khác. Ông muốn bao nhiêu? Hiện nay tôi chỉ cần 200 triệu để trả tiền chiếc xe hơi tôi mới mua. Làm gì tôi có số tiền lớn như vậy chứ? Tôi nghĩ là cũng có. Bao nhiêu là độ để đi chia lời? Thuốc đỏ, thuốc xanh, thuốc hồng, cô có nuôi ai đâu? Tôi và cô cặp bồ bao năm, tôi không biết rõ về cô đó, thì còn ai vô đây nữa? Thì ai? Ai trồng khoai đất này? Nhưng mà liệu công an có tìm ra chuyện của thằng Dũng không? Tôi không nói, cô không nói, đâu ai biết. Ông quên thằng Thình Chột hay sao? Cái gì? Cái thằng Thình Chột có dính dáng gì về chuyện này? Thằng Thình á, xiết cổ thằng Dũng. Sao cô nói với tôi là cho thằng Dũng uống thuốc hồng, pha thêm rượu whisky vô cho nó? Thì ông dặn làm như vậy để không có chứng cứ gì. Trong bụng của nó chỉ có thứ thuốc đó, thứ mà ai cũng biết á. Cứ lát lát là nhai mấy viên. Mà cụ thể là như thế nào? Với anh sang chân lý trong hành trang cuộc đời. Với anh sang chân lý không ngại gì hiểm nguy. Xin lỗi, tôi muốn gặp thầy Hoàng Nam. Hoàng Nam chính là tôi. Dạ, em muốn học cái thứ gì vậy mà cho mau hết buồn, cho bớt nhớ chồng á? Tử môn gì chứ môn á, mà làm cho hết nhớ chồng. Anh là chuyên gia nè. Rồi em có gì không anh chị? Tôi tính nhờ chú một chuyện. Tất nhiên sòng phẳng là tri kỷ. Chỉ cứ vậy, lúc nào anh chị nhờ làm không làm đâu. Chú làm xong cái chuyện này, chú sẽ có ngày 100 triệu. Miễn là xong công việc một cách thêm thấm. Giết người có phải không? Đúng. Sao chú biết? Nếu không phải tiếng ai đó xứ địa ngục, sao có nhà đó? Ai vậy anh? Những giọt nước mắt rơi